Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kinh diệt trừ dịch bệnh, trò chuyện tranh đỉnh nữ tuyết tập 18 Beyond Soạn, tuổi trẻ, Thô Trận Quang. Tóm tắt hoàn cảnh ra đời bài kinh diệt trừ dịch bệnh. Vào một năm ít mưa, xứ nào cũng ít mưa, nhưng riêng xứ Likavi, kinh đô Vesali bị hạn hán gay gắt, đồng ruộng khô cháy, lúa mất trắng, nạn đói đe dọa, bệnh dịch bắt đầu xuất hiện lác đác. Lúc bấy giờ hoàng tử Mahali đến trước đức vua và hội đồng hoàng tộc của xứ Likavi, nói lên ý kiến của mình rằng do năm ngoái, nhiều người trong hoàng tộc Vesali đã ngạo mạn cho mình là hơn cả, không chịu tìm đến lắng nghe học hỏi giáo pháp vi diệu của Thế Tôn khi Thế Tôn đến xứ Likavi này, nên đã làm họ tổn phước, khiến hạn hán nặng nề hơn các xứ khác. Khi thấy vua còn tỏ ra ngờ vực, hoàng tử Mahali đã dùng chính tính mạng của mình để đảm bảo nếu hoàng tộc Vesali chịu cung kính thỉnh Thế Tôn Gotama về đây thì tai ương sẽ chấm dứt. Lúc đó, vua mới cho phép hoàng tử nhanh chóng dẫn đầu một phái đoàn sang vương xá, gặp vua Bình Sa để xin được mời thỉnh Thế Tôn Gotama về cứu tai ương cho Vesali. Được sự cho phép của vua Bình Sa, hoàng tử đến thẳng tinh xá Trúc Lâm thỉnh Phật và đã được Phật nhận lời. Hoàng tử cho người cấp tốc phóng ngựa về báo trước với vua. Khi phái viên vừa phóng ngựa về đến nơi báo tin thì cũng là lúc Đức Phật và một số vị tỳ kheo đi theo đã sắp vào đến biên giới Likavi. Bỗng nhiên bầu trời kéo mây đen kịt, sấm chớp ầm vang, rồi nước từ trời cao tuôn xối xả. Vua và triều thần vui mừng reo hò, riêng đức vua già chảy nước mắt rồi quỳ xuống lại lên trời cao. Ngoài đường mọi người kéo nhau ra đường phố reo hò nhảy múa như chưa bao giờ được vui như vậy. Tại các làng quê, già trẻ trai gái kéo hết ra ngoài trời vừa tắm mưa vừa reo hò ca hát. Nước mưa tiếp tục đổ xuống, những con suối bắt đầu chảy lại, những cánh đồng bắt đầu ứ nước. Ở biên giới, Phật và tăng chúng 12 vị bình thản ôm bát đi vào lãnh thổ Likavi trong mưa. Vua và hội đồng hoàng tộc Likavi quá phấn khích, ra lệnh cờ lọng, xe kiệu, hoa hương, tùy tùng rất đông rời khỏi kinh thành trong mưa để đón Phật. Sáng hôm sau, Phật gọi các tỳ kheo vào và bảo các vị hãy đi dạy cho dân chúng Vesali bài kinh này để diệt trừ bệnh dịch cho họ, và bảo họ dạy tiếp cho những người khác nữa. Bài kinh này sẽ giúp họ tiêu trừ tật bệnh. Một người hỏi, thưa tôn giả, chúng con chưa hiểu hết ý nghĩa bài kinh này, vậy tụng thuộc như vậy có hết bệnh không à? Vị tỳ kheo đáp, này gia chủ hãy tụng thuộc trước, sẽ trừ được tật bệnh cho mình. Khi nào khỏe mạnh thì đến Đại Lâm nghe Thế Tôn giảng dạy nghĩa lý rành rẽ. Trong hoàng cung, hoàng tử Mahali và phái đoàn lúc này mới về đến nơi và quỳ xuống thưa chuyện. Hoàng tử rất vui mừng, xúc động khi trên đường về thấy đồng ruộng ướt sũng, cây cỏ hồi sinh xanh tươi, các dòng suối khe lạch tuôn chảy. Và hoàng tử cũng không còn thấy cảnh người bị dịch bệnh nằm lê lết chờ chết ở ven rừng nữa. Hoàng tử cảm kích xin được dâng cúng khu vườn Đại Lâm, Mahavana của mình cho Thế Tôn để làm chỗ cho Thế Tôn trú ngụ mỗi khi ghé về Vesali. Vua hoan hỉ chấp nhận và nói hoàng tử hãy đưa mọi người đến Đại Lâm nghe Thế Tôn thuyết pháp. Tại Đại Lâm, Đức Phật thuyết pháp về sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Sau bài pháp, nhiều hoàng tử xứ Likavi xin xuất gia. Phật bảo tôn giả Kim Bila ở lại Vesali để dẫn dắt sự tu tập cho các vị tân tỳ kheo này cho đến khi các vị này trở nên vững chãi. Phật và chúng tăng đi trên đường, nhiều người quỳ xuống giải hoa cúng dường. Sau đó, Phật và chúng tăng lên thuyền vượt sông Hằng. Các vua chúa, quan tướng và dân chúng quỳ tiễn đưa bị dị, nhiều người rơi nước mắt.
问三摩地娑诃。